À, xin đi chào anh chị. Trước mặt anh chị đó là cái bùng binh Phú Lâm. Hôm nay thì có một số khán giả yêu cầu là xin đi tìm một ngăn căn nhà ở trên con đường Lục Đỉnh năm xưa đó, là con đường Hồng Bàng. Trước khi đi con đường đó thì xin đi cũng clear quanh để mô tả cái cảnh vật để anh chị hình dung nha. Cái hướng này thì chúng ta sẽ về xa cảng miền Tây. Còn trước mặt ngay chỗ Sài Gòn Cớp, mé bên tay trái là đường Bà Hôm, còn cái kia Tân Hòa Đông. Cái hướng Bà Hôm này về chợ cây Gia Xà, Bồn Binh. Còn con đường này là con đường Nguyễn Văn Luông. Xưa kia là con đường Triệu Trị để chúng ta ra được cầu Hậu Giang. Rồi, xin đi sẽ bắt đầu từ Bồn Binh này, xin đi đi thẳng tới Bồn Binh cây Gõ để cập nhật cho anh chị về cái hình ảnh khu vực quận 6 ngày hôm nay trên cái đoạn đường mình đi qua. Trước mặt anh chị có cái máy ngói đỏ đó là cái ngôi trường Mã Đình Chi năm xưa mà anh chị đã từng học ở đây. Rồi thôi, mời anh chị lang thang với Sunny nha, để mình ôn lại kỷ niệm. Rồi, chúng ta đi coi, cẩn thận coi xe để băng qua đường. Bồn Binh Phú Lâm nhanh chị. Sài Gòn xe cộ rất là nhiều, mỗi lần đi cũng phải cẩn thận. Mình đi dài dài luôn anh chị, thực hiện bằng cách đi bộ cho cảnh vật nó nhẹ nhàng. Nhưng cái clip này Sunny cũng gửi lời đến chú. Chú có yêu cầu con là đếm một căn nhà 201 Lục Tỉnh, nay là con đường Hồng Bàng. Nhưng mà con đi qua đi lại thì thực sự mà nói bây giờ nó thay đổi rất là nhiều rồi, nên con không kiếm được ngôi nhà đó. Thì nhân đây thì con cũng muốn quay cái cung đường này để chú nhìn lại coi cái cảnh vật nào nó quen hay không. Chú thấy cảnh vật nào quen, chú comment dây thứ mấy, cái nhà đó, đúng cái nhà đó, thì con sẽ quay lại, con quay cho chú xem cho nó chi tiết rõ ràng hơn. Còn giống như là bây giờ đi bắt cá thôi, không biết cá ở đâu cứ quăng lưới, thấy từ từ bắt được con cá, không biết là tín hiệu cầu cá thì bắt đầu mình sẽ xác định. Quay lại cái Bồn Binh. Rồi mời các anh chị và các bạn đi cùng với Sunny nha. Rất là nhiều các anh chị chắc hồi xưa cũng đã từng học cái trường Mạc Đỉnh Chi này. Rồi chúng ta sẽ đi lang thang. Trước mặt anh chị là cầu Ông Mua. Ta rảo bước lên cầu Ông Buông và nhìn lại ngôi trường xưa. Để xin đi zoom in cho nó rõ nha. Ngôi trường có thay đổi nhiều không anh chị? Từ cái cổng, từ bờ rào. Có gì anh chị comment cho Sunny biết nha, để chia sẻ những cái niềm vui trên cung đường lang thang. Đây là cầu Ông Buông. Cầu Ông Buông này là cuối cùng của kênh Lò Gốm, giáp lại kênh Tân Quá anh chị. Nếu mà mé bên tay phải của kênh thì nếu chúng ta theo kênh Lò Gốm và cái dòng nước sẽ chảy ra kênh Tàu Hủ. Còn mé bên kia, bên kênh Tân Quá thì nó chạy dài lên tuốt cái Tân Phú. Đây khu vực cầu Ông Buông. Mời anh chị đi cùng với Sunny nha. Cung đường này nó cũng hơi dài, đi từ cầu Ông Buông này
đi tới ngay chỗ cây gõ, tới đường Minh Phụng luôn. Ngay cái góc cầu buông này dưới chân cầu thì có chùa, chùa gì ta, à, Giác Hải. Hy vọng rằng đây là một cái điểm nhấn để anh chị thấy nó rõ ràng hơn. Và chúng ta ở đây chúng ta có thể nhìn lại cái bồn bên Phú Lâm. À, chúng ta tiếp tục nha anh chị. Ơi cô ba cho chơi này em chúc khi anh đôi đẹp đây ba mỹ cao su năm tiếng, cái nét chữ rất là xưa, một số nhà đắp tượng điêu khắc của tượng Phật. Đây là một cái nghề cũng rất là hay, khéo tay. Hôm nào xin vào đây quay gửi anh chị nha. Cơ sở tượng Phật Cô Tư Cúc. Đây, mình lên cầu thôi. Sửa nón bán nón 30.000. Giá cả 30.000 cái nón. Phơi cơm. Cô phơi cơm này để làm gì vậy cô? Về cho heo ăn. À, đem về cho heo ăn. Dạ. Dạ dạ. Cái này đem về cho heo ăn cơm, cơm khô, bánh mì. Thấy gì quay đó nha anh chị. Đây trước mặt anh chị là kênh Lò Gốm. Thì như anh chị thấy đó, thì hai bên bờ kênh này nó có những con đường. Bây giờ cũng rất là sạch đẹp rồi. Hồi xưa đi ngang đường này là những con đường đất. Mé bên đây đường đất, còn mé bên kia là đường xi măng. Thì cái thời gian mà năm cách đây khoảng 20 năm anh chị. Còn bên kia là kênh Tân Quá. Rồi khi mà chúng ta đi qua cầu Buông là có một cái nơi giống như một cái khu quân sự. Rồi từ đó mình đi dài dài tới vùng bên cây gõ. Anh chị có cái gì anh chị comment nha. Thấy khu vực này anh chị hồi xưa ở, chia sẻ cho Sunny, truyền cảm xúc cho Sunny, để Sunny tiếp tục thực hiện những cái clip lang thang tiếp theo. Cũng rất là vất vả, từng bước một đẩy chiếc xe lên cầu không buông. Chú chia sẻ với cháu là 201 là kế bên cái khu quân sự, là đây bên phải là khu quân sự nè chú. Thì cháu cứ đi thôi, cứ đi nhà ly bên mé bên đây để chú nhìn cái cảnh thật nào mà chú mà thấy quen thì chú nói cháu. Cháu cũng rất là xin lỗi chú, rồi cháu tìm không được địa chỉ, bây giờ nó thay đổi nhiều. Ví dụ như ở đây là 993 Hồng Bàng nên không thể nào tìm được cái nhà xưa. Mà nhà xưa có thể là cái nhà xưa này nó gợi cho chú hoặc là anh chị có những kỷ niệm nào đó thấy quen hay là như thế nào đó. Con đường này bây giờ nó cũng rộng, rất là rộng rồi. Xưa kia thì cách đây khoảng 10 năm thì ngay chỗ bụng bên cây gõ, chiều buổi chiều chưa khi làm cầu vượt kẹt xe vân vân. Bây giờ từ khi mà làm cầu vượt thì nó cũng đỡ rất là nhiều rồi anh chị. Ở đây là bán cá kiển, thức ăn cho cá vân vân. Nhìn một ký cho nó tươi mát. Bán cá, cá rất là nhiều.
qua quán Đà Lạt Phố. Đà Lạt Phố, những bông hoa mai nở rộ, nhưng mà cái này bông giả, để năm sau cũng nở nữa, nở mãi mãi luôn. Hoa mai gì mà nó bị phai màu nữa, hoa mũ đó anh gì? Dạ không à. Căn nhà đối diện, chúng ta qua cầu Ông Buông rồi, bây giờ chúng ta tiến về nhà bồn bên cây gõ nha. Đây là anh hàng làm về máy móc nè. Và cũng xin lặp lại cung đường chúng ta đi là từ bồn bên Phú Lâm tới bồn bên cây gõ. Có cái cảnh vật nào thì xin y sẽ ngưng lại đi dặm dặm cho anh chị thấy rõ mé bên kia. Ở Việt Nam có những cái showroom bán xe gắn máy nè, ngồi chân đây ra ngoài đường. Thời của Sunny mà nghe có một cái cúp 81 hoặc là cúp cánh én là mê tít thò lò. Đường Ly Kha, cái nhà cái góc đường Ly Kha. Con đường này thì chúng ta sẽ đi ra cái kênh Lò Gốm anh chị. Và liền chắc có thể zoom in thì anh chị mới thấy rõ ha. Căn nhà đối diện và đây là đường phố. Đi tiếp nha, tục nha anh chị. Nói chứ con đường Lê Kha, Hoàng Lê Kha thì không biết là tên này tên cũ hay tên mới. Những con đường chính chính thì biết anh chị, đường nhỏ cũ nhỏ thì xin đi không có rành đâu, không biết đâu. Ví dụ như con đường Hồng Bàng này hồi xưa là gọi là Lục Tỉnh. Chín ba một chú nói là 201 quán cơm. Thì xa xa anh chị thấy đó là cầu vượt cây gõ. Chính vì cầu vượt cây gõ này nó cũng giảm ùn tắc giao thông rất nhiều. Chính 21 hay là chú thấy chú ghi là 201 hay là 901 ta? Chú nói là gần nhà sách Nguyễn Văn Cừ đó. Thì thôi 901 mình cũng đi clear. Đường này là đường Bà Ký. Đây đường Bà Ký. Nếu có thời gian thì Sunny sẽ đi trên cái kênh cây gõ cho anh chị nha. Cầu cây gõ, kênh cây gõ bây giờ nó không còn gần chợ cây gõ đó anh chị. Đây cái nhà kia là nó hơi cũ rồi kìa. Đứng yên vậy. Đây là đường dẫn lên cái cầu vượt cây gõ nè anh chị. Xa xa anh chị thấy cái ngói đỏ không? Chùa Tuyền Lâm. Coi ngôi chùa này anh chị.
chùa Tường Lâm. Để quay ngược lại coi. À, ngôi nhà này máy bi. Không biết là của chú phải cái nhà này không ta. Đó, cháu quay quay như thế 901 đó chú. Hai cái cổng. Đây viện máy dụng cụ công nghiệp. Thì chú cứ nói nha, cháu sẽ quay lại. Còn vài trăm mét nữa thôi thì anh chị và các bạn sẽ tới vùng bên cây gõ. Trước mặt anh chị đó là cầu vượt cây gõ. Và bây giờ cây gõ thay đổi rất là nhiều so với xưa. Đây ngôi chùa. Chùa rất lớn. Ban trị sự văn phòng Phật giáo quận 6. Chùa Tuyền Lâm. Giờ mình quay cái quang cảnh chùa Tuyền Lâm. Rồi, chúng ta lại đi tiếp tục nha anh chị ha. Ráng cố gắng lên, còn 8% pin, hy vọng là kịp. Đây những nơi làm bảng số, khắc chữ, số nhà, số xe, vân vân. Nhưng mà bây giờ số xe thì không còn làm nữa. Bên đó là bên công an giao thông làm anh chị. Chứ cái này là chỉ cắt số nhà thôi. Rồi, Sunny rất là vui đã mời anh chị và các bạn cùng lang thang với Sunny từ công vùng bên Phú Lâm đến vùng bên Cây Gõ, đi dọc con đường Hồng Bàng, xưa kia là con đường Lục Tỉnh. Hy vọng anh chị sẽ, đây là một cái hình ảnh cập nhật mới nhất về Sài Gòn, khu vực quận 6, để anh chị so sánh, ôn lại kỷ niệm. Hoặc là anh chị cũng chưa có khi nào tới khu vực này thì nhìn vào đây nói vùng bên cây gõ Phú Lâm đây là Hồng Bàng là đây là sao đó, thì mình có một cái hình dung tổng quan nhất, tổng quát. Sorry anh chị, nhiều lúc cái từ ngữ thì nhiều lúc mình nhìn dùng nó không chính xác, anh chị cũng thông cảm. Đi thực tế vậy nó không có kịch bản anh chị. Mình nói dựa vào những cái gì mà mình biết, hoặc là không biết thì mình sẽ hỏi anh chị. Nói chung là cốt yếu là dựa vào cảm xúc thì nhiều. Đây là một cái cổng đình Phú Lâm. Đây trước mặt anh chị đó là bồn bên cây gõ. Bây giờ nó trở thành cầu vượt, nó có hai nhánh. Một nhánh đổ về Thuận Kiều La Gia, ngay chỗ con đường Tổng Đốc Phương đó, Châu Văn Liêm bây giờ. Một nhánh thì mình về đường 3 tháng 2, kia là Trần Quốc Toản. Sunny nhân đây cũng cảm ơn anh chị đã cùng lang thang với Sunny nha. Chúc anh chị lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye anh chị, hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny. Còn vài bước nữa thôi chúng ta sẽ đến con đường Minh Phụng rồi. Xa xa cái nhà xanh xanh đỏ đỏ phía trước mặt đó là nhà sách Nguyễn Nhân Từ. Rồi, bye bye anh chị nha. Hy vọng đây là một số hình ảnh để gợi nhớ gợi thương, ôn lại kỷ niệm đối với anh chị xa quê hương, xa Sài Gòn đã lâu.
Rồi bye bye, chúc anh chị vui vẻ hạnh phúc. Liên tục chúc. Chúc chừng nào anh chị mà hạnh phúc thì thôi. Vậy mới ghê chứ. Rồi bye bye anh chị, hẹn gặp lại.